Giang Cún Store chuyên iPhone cam kết giá tốt nhất, máy zin đẹp nguyên bản, tất cả đều bản quốc tế, cam kết đẹp xuất sắc, cam kết máy nguyên bản, bao giá rẻ nhất thị trường, giảm giá 100.000 đồng cho khách hàng thân thiết. Trả góp chỉ từ 2 triệu, hỗ trợ thu cũ đổi mới, lên đời điện thoại giá siêu hấp dẫn. Địa chỉ 193 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 0389464444, website giangcunstore.com. Xin chào anh em đã quay trở lại. Và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, lộ diện iPhone 14 Plus có màn hình siêu lớn, giá rẻ. Theo báo cáo mới nhất của chuyên gia phân tích Michikuo, Apple có thể sẽ ra mắt một chiếc iPhone màn hình lớn 6,7 inch, tương đương với iPhone 12 Pro Max với mức giá dưới 900 đô la Mỹ, mà cụ thể là khoảng từ 700 đến 800 đô la Mỹ vào năm 2022, tức là dòng iPhone 14. Nếu đúng như vậy thì iPhone 14 sẽ có một phiên bản với kích thước màn hình tương đương với iPhone 12 Pro Max, 1099 đô la Mỹ, nhưng có giá bán rẻ hơn rất nhiều. Ông Đồng Cuo dự đoán rằng dòng iPhone không phải Pro năm 2022 sẽ có hai phiên bản màn hình 6,1 inch và 6,7 inch, tương ứng với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 mini 5,7 inch sẽ không được ra mắt. Ông Cuo cho rằng doanh số dòng iPhone mini quá thấp khiến cho Apple sẽ loại bỏ nó trong năm 2022. Mẫu iPhone giá rẻ có màn hình lớn có thể có tên gọi mới là iPhone 14 Plus để đánh dấu lần đầu tiên Apple mang tư duy thiết kế của máy cao cấp xuống máy tầm trung, tương tự cách mà họ đã làm với iPhone XR và iPhone SE trước đây. Ngoài việc mang đến kích thước lớn, iPhone 14 Plus sẽ có cấu hình tương tự như iPhone 14 Pro, nhưng sẽ cắt giảm tính năng camera để đảm bảo người dùng không bị nhầm lẫn với chiếc iPhone 14 Pro Max cao cấp nhất. Có thể nhiều người sẽ thấy là nuối tiếc khi mà những chiếc iPhone nhỏ gọn không còn xuất hiện nữa. Tuy nhiên, trên thực tế, chiến lược này không đem lại thành công cho Apple. Thay vào đó, những chiếc iPhone giá rẻ mới thực sự đắt hàng. Rất nhiều người dùng mong muốn sở hữu một chiếc iPhone màn hình lớn, nhưng có giá cả phải chăng? iPhone 12, 11 và XR đều có kích thước màn hình khá lớn là 6,1 inch, nhưng Apple vẫn luôn giữ những chiếc iPhone màn hình lớn hơn ở phân khúc cao cấp nhất. Do đó, trong năm 2022, Apple có thể lại tạo ra một sự đột phá về doanh số bán hàng với những chiếc iPhone màn hình lớn hơn 6,1 inch, nhưng lại có giá bán dưới 900 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, thì chuyên gia phân tích Michikuo cũng dự báo rằng Apple sẽ ra mắt iPhone SE 2 mới hỗ trợ công nghệ 5G. Đây sẽ là chiếc iPhone 5G có giá bán rẻ nhất của Apple, áp dụng chiến lược iPhone giá rẻ mang lại nhiều thành công trong thời gian vừa qua. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, loạt iPhone 13 lộ mô hình gần chính thức. Sony Ericsson, người đưa ra nhiều thông tin chính xác về các thiết bị chưa ra mắt, mới đây đăng tải hình ảnh về mặt sau mô hình của 4 thiết bị mà ông gọi là 4 phiên bản iPhone 13 mới. Trong đó thì iPhone 13 mini nhỏ nhất, tiếp đến iPhone 13 và 13 Pro có kích thước bằng nhau, còn iPhone 13 Pro Max lớn nhất. Ericsson không đề cập chi tiết về kích thước màn hình của từng thiết bị, khác biệt nằm ở mặt sau máy. Theo đó thì vị trí ống kính iPhone 13 và 13 mini nằm chéo góc với nhau, thay vì là trên cùng một đường thẳng. Chi tiết này giúp cho người dùng nhận diện thiết bị mới dễ hơn khi mà so với iPhone 12. Ở iPhone 13 Pro Max, cụm camera lớn hơn một chút so với iPhone 12 Pro Max. Trong khi đó thì iPhone 13 Pro trông không khác nhiều so với iPhone 12 hiện tại. Trước đó thì một số nguồn tin cho rằng Apple sẽ không ra mắt phiên bản mini của iPhone 13. Theo TrendForce, các dây chuyền lắp ráp iPhone của Apple hiện tại đã dừng lắp ráp iPhone 12 mini. Tin đồn gần đây cho thấy loạt iPhone 13 sẽ chạy chip A15 Bionic mới nhất, RAM từ 6GB, màn hình hỗ trợ tần số quét là 120Hz thay vì là 60Hz như hiện tại. Máy cũng có tai thỏ nhỏ hơn. Ngoài ra thì một số tin đồn cho thấy iPhone 13 sẽ sử dụng cơ chế mở khóa kép kết hợp với Face ID và cảm biến vân tay. Máy cũng hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 6E thế hệ mới và nâng cấp cảm biến hình ảnh cho camera. Theo lịch trình thì Apple sẽ trình làng loạt iPhone 13 vào tháng 9. Tuy vậy, nhiều khả năng thời điểm ra mắt vẫn muộn hơn do ảnh hưởng của đại dịch. Năm ngoái thì quả táo ra loạt iPhone 12 vào tháng 10, chậm hơn một tháng so với những năm trước đó. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, tiếp tục là một thông tin liên quan đến Apple. iPhone 12 mini cắm đầu lao dốc sau khi bị khai tử. Dòng iPhone 12 đã khởi động một siêu chu kỳ nâng cấp mới, dự kiến còn tiếp tục vào năm 2022 với iPhone 13. Mặc dù vậy thì iPhone 12 mini của Apple đã hoạt động kém hiệu quả nghiêm trọng và một báo cáo mới tuyên bố rằng quá trình sản xuất chiếc iPhone cỡ nhỏ này đã kết thúc. Trong một ghi chú nghiên cứu được công bố vào sáng ngày 21 tháng 6 về kế hoạch sản xuất dòng iPhone 13 của Apple trong nửa cuối năm 2021, TrendForce khẳng định iPhone 12 mini màn hình 5,4 inch đã đạt trạng thái dừng sản xuất vào đầu quý này sau báo cáo doanh số bán hàng yếu.
Nói cách khác, Apple đã chấm dứt sản xuất iPhone 12 mini vĩnh viễn. Công ty sẽ tiếp tục bán lượng hàng hiện có trong những tháng mùa hè. Thiết bị vẫn có sẵn trên Apple.com trước khi ra mắt iPhone 13 vào tháng 9. Việc kết thúc sản xuất iPhone 12 mini vẫn chưa được phía Apple chính thức xác nhận, nhưng đã được chứng thực trong một ghi chú hồi tháng 2 của JP Morgan. Động thái này đồng nghĩa với việc chiếc iPhone nhỏ sẽ chính thức ngừng bán ra vào tháng 9 khi mà iPhone 13 xuất hiện. Dự kiến cặp iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max cùng với iPhone XR sẽ bị ngừng sản xuất vào thời điểm này. Động thái trên sẽ giúp cho các phiên bản có giá phải chăng như là iPhone SE 2020, iPhone 11, iPhone 12 và 13 của Apple bán chạy hơn trong kỳ nghỉ cuối năm. Hiện tại thì Apple đang lên kế hoạch cho người kế nhiệm iPhone 12 mini dưới dạng iPhone 13 mini, bất chấp hiệu suất kém của phiên bản hiện tại. Tuy nhiên, có thể hãng đã rút ra bài học và sẽ tích cực đẩy mạnh bán ra các mẫu iPhone 13 lớn hơn. Hiện tại thì tương lai của các dòng iPhone mini đang khá lung lay. Các báo cáo cho thấy Apple sẽ thay thế iPhone 5,4 inch bằng một phiên bản giá phải chăng của chiếc flagship 6,7 inch vào năm 2022. Có thể sẽ được bán ở trên thị trường với tên gọi là iPhone 14 Max. Ở Việt Nam, người tiêu dùng cũng ít mặn mà với chiếc iPhone cỡ nhỏ. iPhone 12 mini đang được giảm giá tới 2 triệu đồng, chỉ từ 17,49 triệu đồng. Bản 64GB, phiên bản 128GB và 256GB có giá cao hơn, lần lượt là 19,49 và 20,49 triệu đồng. Và vậy thôi, trên đây cũng là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.